Rồi anh em thông cảm nha. Hôm qua em nhậu xong giờ em bệnh luôn, em nằm sáng giờ chắc ngày mai em làm. Nằm sáng giờ luôn, cái gì em thông cảm mấy cái đơn mà em chưa làm á, ngày mai em lấy cái đó em làm với em dọn mấy cái máy cho khách, bữa nay không dọn nổi luôn. Sáng giờ người ta điện em quá trời em không có máy nổi luôn. Thôi chào.